Trưa ngày 25 tháng 11, mạng xã hội xôn xao sau khi tài khoản Facebook Nguyễn Văn Hiệu đăng tải thông tin qua một số clip và ảnh chụp về những nghi lễ như lễ đổi gác, lễ dựng cây nêu tại Đại Nội Huế từ năm 2020 đến năm 2023. Trong các lễ đều có xuất hiện lá cờ Long Vân. Điều đáng nói, theo quan sát của mình, hình rồng trên cờ Long Vân lại được copy từ hình thanh long trên Hoàng Long Kỳ, là quốc kỳ của nhà Thanh, được ra đời vào năm 1888. Nếu như phát hiện này của mình đúng, thì quả thực đáng buồn, vì cố đô Huế vốn là nơi có bề dày về các giá trị văn hóa và lịch sử. Chiều ngày 25 tháng 11, ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị đã kiểm tra và thay bằng cờ mới, phù hợp với cờ Long Vân Triều Nguyễn, trên cơ sở tiếp thu nghiên cứu hình ảnh tư liệu lịch sử, tiếp thu góp ý từ các chuyên gia, nhà nghiên cứu. Ông Trung cho biết thêm, lĩnh vực di sản có phạm vi rất rộng, đơn vị luôn cầu thị và cố gắng để ngày càng phát huy đúng giá trị di sản, phục vụ tốt nhất khách tham quan.